Cặp vợ chồng kiểu mẫu cây bích, Chi Sơn, Bô Sơn 10 năm cực ngọt, có đôi 28 năm vẫn ấm êm. Tình yêu, hôn nhân trong showbiz luôn khó khăn và phải đối mặt với nguy cơ cũng như thị phi hơn người thường rất nhiều. Tuy vậy, trong cây bích vẫn có rất nhiều cặp vợ chồng ngôi sao thực sự hạnh phúc và ấm êm. Hôn nhân của họ đều đã có 10 năm tuổi trở lên mà tình cảm vẫn vững bền như ngày đầu. Han Ga In, Jeon Jung Hoon. Tính đến năm 2023, Han Ga In và Jeon Jung Hoon đã về chung nhà được 18 năm rồi đấy. Họ là cặp vợ chồng trẻ ở bên nhau lâu dài nhất, ấm êm nhất, đáng ngưỡng mộ nhất trong K-pop. Yêu sớm, cưới sớm, hôn nhân của cả hai được xây dựng dựa trên tình yêu, sự tôn trọng và quyết tâm vô cùng lớn. Bởi khi đám cưới, chàng mới 27, nàng mới 23, độ tuổi đẹp nhất để các ngôi sao phấn đấu cho sự nghiệp. 18 năm kết hôn, những tin tức xoay quanh cặp vợ chồng này chỉ có tin vui, những chia sẻ ngọt ngào hạnh phúc mà thôi. Chi Sơn, Lee Bo Jung. Chi Sơn và Lee Bo Jung yêu nhau tới 7 năm mới quyết định về chung nhà. Cho đến nay, đôi vợ chồng này đã cưới nhau được tròn 10 năm rồi đấy. Tính tổng tất cả thời gian thì hai anh chị ấy cũng đã bên nhau 17 năm. Thành quả chính là gia đình 4 thành viên kiểu mẫu, đáng ghen tị giữa chốn showbiz thị phi. Cả Chi Sơn và Lee Bo Jung đều có ưu tiên hàng đầu là vun vén cho gia đình và xây dựng tương lai vững chắc cho hai em bé trong nhà. Chi Sơn luôn giấu không được niềm tự hào và tình yêu với vợ con. Lee Bo Jung kiệm lời nhưng tình yêu dành cho chồng chưa bao giờ giảm sút. Cha In Pio, Shin Era. Khán giả hiện tại có thể ít biết đến Cha In Pio và Shin Era bởi họ hoạt động chính trong khoảng thập niên 2000. Nhưng cặp vợ chồng này luôn là biểu tượng cho hạnh phúc mà bất cứ cặp đôi nào trong showbiz cũng ngưỡng mộ. Cả hai gặp nhau trên phim năm 1994 và một năm sau đó thì kết hôn ngay trước khi Cha In Pio đi nghĩa vụ quân sự. Cuộc hôn nhân 28 năm của Cha In Pio và Shin Era luôn ngập tràn trong sự lãng mạn và tình yêu suốt nhiều năm không thay đổi. Sự kiên định và luôn nghĩ cho nhau trong mọi việc đã giúp cho hôn nhân của cặp vợ chồng 6X này vững bền như vậy đấy. Quân Sang U, Son Tae Jung. Quân Sang U và Son Tae Jung kết hôn giữa cơn sóng thị phi và tin đồn không mấy vui vẻ, nhưng chúng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống gia đình hạnh phúc của hai anh chị. Cuộc hôn nhân của cả hai tính đến nay đã 15 năm rồi, có với nhau hai em bé nhưng với Quân Sang U thì vợ vẫn là nhất. Tình yêu mà anh dành cho Son Tae Jung từ khi còn yêu nhau cho tới nay vẫn vẹn nguyên như vậy, thậm chí anh chẳng che giấu tình yêu này, hễ có dịp là lại bày tỏ ngay. Có lẽ nhận được tình yêu tuyệt đối của chồng mà chị đẹp Son Tae Jung bao năm vẫn xinh đẹp trẻ trung chẳng khác gì cả. Ju Jin, Ki Tae Jung. Tính tới nay, cặp vợ chồng Ju Jin và Ki Tae Jung cũng đã có 12 năm hôn nhân hạnh phúc kín tiếng, với kết tinh tình yêu là hai cô con gái xinh đẹp. Suốt ngần ấy năm, cặp vợ chồng này vẫn như thuở ban đầu, cùng yêu thương tôn trọng nhau và cùng chăm lo cho tổ ấm. Là người đàn ông đẹp trai nhất nhà, Ki Tae Jung luôn coi vợ và hai con gái như những nàng công chúa để chăm sóc, nâng niu. Ju Jin giờ đây cũng đã là chị đẹp tuổi 40 nên không còn e dè như trước, thoải mái thể hiện tình yêu dành cho chồng với đôi mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc. Nhìn vào không ai nghĩ chị đẹp đã kết hôn 12 năm, tưởng đâu đang trong thời gian trăng mật thôi. Han Chae-seok, Park So-mi. Han Chae-seok và Park So-mi là đôi vợ chồng 10 năm ấm êm cuối cùng mà chúng ta cần biết tới. Cả Han Chae-seok và Park So-mi đều không đạt được thành công vang dội với sự nghiệp diễn xuất, nhưng nhờ môi trường showbiz mà họ đã gặp được nhau và rồi trở thành gia đình của nhau. Sau khi kết hôn, Park So-mi tập trung làm tròn vai trò một người vợ hiền mẹ đảm. Han Chae-seok trở thành trụ cột vững chắc cho vợ và hai em bé dựa vào. 10 năm bình yên, 10 năm ngọt ngào, đây chính là món quà tuyệt nhất trong đời cả hai ngôi sao này. Từ hai người xa lạ, những cặp vợ chồng này đã trở thành người thân của nhau hơn 10 năm rồi. Chuyện này chắc chắn là không dễ dàng, nhưng họ luôn làm tốt nhất nên sóng gió nào cũng chẳng thể ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Tin chắc họ sẽ còn có nhiều cái 10 năm sắp tới nữa và rồi chạm tới những cột mốc đáng nhớ hơn. Có những cặp vợ chồng này rồi, khán giả chắc hẳn sẽ tin vào hôn nhân trong showbiz nhiều hơn. Bạn thích trai đẹp, bạn mê gái xinh, bạn ưa hóng hớt, chạm tin sao Hàn chính là điểm dừng chân lý tưởng, sẽ không làm bạn thất vọng đâu.